này thiện hiện vì tự tánh của bốn tịnh lự chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh nên bốn tịnh lự chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì tự tánh của bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh nên bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì tự tánh của tám giải thoát chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh nên tám giải thoát chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì tự tánh của tám tháng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng đường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên tám tháng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng đường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng này thiện hiện vì tự tánh của bốn niệm trụ chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh nên bốn niệm trụ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì tự tánh của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của pháp môn giải thoát không, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên pháp môn giải thoát không cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh nên pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì tự tánh của mười địa bồ tát chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh nên mười địa bồ tát chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng